sang đập hộp sọ mày. Đấy chỉ là mở đầu, cổ họng này vẫn đang khát máu, tao sẽ không để nó chờ lâu. Lời tao viết làm đỏ trang giấy, nó thấy nhiệt huyết khi nó đang cháy. Không kể đến tiết chẳng thiết làm bậy, tướng tay liên tiếp khắp Việt Nam này. Ngay cả trong khi tao ngủ, cứu hỏa vẫn chừng ở khu tao nghỉ. Nếu ngày mai giản võ tàn lụi thì sẽ rất cực với lũ báo chí. Đến tiếng ngay họ còn chạy ngay và đến thu lại, vì âm thanh tao là vàng ngọc nên chẳng ai để một xu nào phí. Còn JOK ra về hàng thật chính hiệu, chẳng phải suy nghĩ nhiều khoe kẹo 29 triệu. Sự thật bên mày rất chuẩn, cứ thử tự đi mà nhìn lại coi nhắc. Rap name là JOK đương nhiên vì mày cũng chỉ giỏi nói dốc. Nếu mấy chú củ cũng chưa đủ cho mày tí phiền, nếu tao học beat và chính con ít thì dĩ nhiên mày sẽ nhận lời kèo mới chứ không từ chối vì sợ phí tiền. Nếu mày không sợ sao không nghĩ trận này là cơ hội làm đầy ví tiền, bitch. Trước trận này tao càng nghĩ thì lại càng kích thích thêm. Ăn tiền mày xong vì Na Gang đổi tên thành Rich Gang. Vì từ giờ anh em có kế hoạch để làm giàu mãi. Gã kèo hết lũ rapper thiểu năng cường gỡ mình ngầu vai. Đáng tiếc chỉ cần một phần bọn ngu trong rap Việt đủ can đảm thì trong một năm là 100% phúc du có thể ăn chơi ăn nhàn khắp nơi ngang tàn, không thể ngăn cản đã được giấc mơ đầy háo hức. Cuối cùng cũng có thể mua chipu làm đầm hồ báo thức. Và tưởng nó là nhân vật DC với siêu năng lực là flow của ELK thời chưa BD. Chính tài của Skyler giống như gã đi suốt hai version hình của một sản phụ bị cả làng đụ sau khi phá thai cơ. Cái thằng mập địt gò má ngập thịt rất bất cập khi mơ nó lòi ra thật dị. Tóm tắt một câu nói thẳng là cũng chẳng cần thêm lời, người mày như một quả bóng nên mãi vẫn lăn lộn trên đời. Bỏ rap đi, khác đi, về với cái căn nhà nát đi, hãy càng có ích cho xã hội, xin xá tội bằng cách đi tự sát đi. Cách nào cũng được ngoại trừ cái phương pháp treo cổ thôi nhóc, vì mày treo cổ thì đấy gọi là nghìn cân treo sợi tóc. Ê, nên cái tay lên đừng trễ nải, đời mày như hàng kiểu anh Hera ai cũng mong nó sớm khép lại. Thôi trình mày đeo xứng còn ai đi cứ thử gọi ra đê, mày chiến tao gác gì support thôi đòi xử ngọn AD. Còn mẹ cái thằng Phương Việt.